Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Siêu Hiền Vlog Cuộc Sống ở Campuchia cả nhà. Thì sáng nay mình trở lại với lại món gà nướng cả nhà. Món gà gà rang muối. Thì ở đây mình có chuẩn bị một miếng muối với lại một tí dầu ăn vô cả nhà. Thì mình sẽ bắt lửa lên, mình rang muối này cho nó đều với dầu hết cả nhà. Rồi mình sẽ bắt đầu nướng con gà cả nhà. Thì gà nướng làm được rất là lẹ cả nhà, cũng đơn sơ thôi. Mình có ướp sẵn đây là tí tiêu, muối, đường, bột ngọt. Rồi mình để cho nó thấm con gà hết cả nhà. Rồi thì muối này mình sẽ rang với lại dầu cho nó thấm vô. Thấm vô trong muối. Xong rồi mình sẽ chải sả. Mình sẽ chải sả với lá chanh lên. Rồi mình để con gà lên và mình nướng thôi cả nhà. Đó, thì muối cái thời gian bắt đầu nó nổi rồi cả nhà. Như vậy thì mình có thể đặt tên thêm cho con gà là gà nổ muối như thế nha. Nó muối với dầu nó rất là nổi luôn. Rồi thì xong thì mình sẽ để giải lá chanh. Mình để lá chanh với lại sả lên. Như vậy là cái mùi lá chanh với sả nó dậy lên nó rất là thơm cả nhà. Thì con gà mình sẽ đảo ngược nó lại tiếp. Rồi mình cũng sẽ để vô hấp luôn ha cả nhà. Đây cả nhà thì mình cũng để gà nó vô rồi. Nó rất là xèo xèo luôn. Có hơi tí dầu với lại tí dầu đó cả nhà. Thì nó sẽ làm cho cái lá chanh với sả của mình nó ra cái mùi nha cả nhà. Thì nó rất là thơm. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp nó lại cả nhà. Rồi mình để vô mình nổ muối nó rồi cả nhà. Gà thì mình sẽ đậy cái thau lại, tại vì cái chảo này nó rất là bờ dưa nha, cho nên không có cái nắp nào đậy vừa hết trơn. Với lại mình đậy cái thau thì nó sẽ kín hơn nha cả nhà. Như vậy thì mình sẽ chờ có khoảng 15 đến 20 phút thì mình thấy mình chảo bề thì mình chảo bề, còn nếu mà không nó chín thì mình khỏi chảo bề nha cả nhà. Mình để như vậy luôn là mình nổ chắc tới chín luôn, có khoảng nửa tiếng nữa cả nhà. Để mình để lửa nhỏ thôi. Bây giờ thì chờ gà chín hay ra cả nhà. Rồi mình sẽ chuẩn bị nấu một món canh. Thì mình tận dụng như là đồ lòng nè, giò nè, đầu nè. Rồi thì mình sẽ nấu một miếng canh bí nha cả nhà. Canh bí đao để cho có nước cho con mình nó dễ hút, dễ ăn cơm nha cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị nấu canh nè cả nhà. Rồi ở đây cả nhà mình có hai cái trái bí đao rất là non luôn cả nhà. Bí đao ở đây người ta bẻ không có giống như Việt Nam, người ta bẻ bí đao non non thôi mà. Cái này đáng lẽ để là nó bự luôn, dữ lắm luôn nè. Rồi thì mình có đây hai trái bí đao với lại một miếng hành. Thì mình sẽ tận dụng cái bộ đồ lòng gà với lại giò với lại đầu nha cả nhà. Thì mình sẽ nấu một miếng canh, tại vì mình nghe là nói là YouTube người ta không có cho quay mấy cái đầu á, cho nên thì mình cũng không quay ha. Thì mình sẽ để nấu canh, bắt nước lên rồi mình nấu canh này. Bây giờ mình sẽ gọt bí để vô thôi. Còn ở đây cái chảo gà của mình nó cũng rất là thơm mà đây cả nhà, để mình dở ra xem thử nha. Wow, rồi rồi rồi. Rất là thơm luôn cả nhà ơi. Chắc là mình không cần phải chở bề đâu. Mình sẽ để thêm, đợi thêm một tí nữa thôi. Còn mình để đợi có khoảng 10 phút nữa nha cả nhà. Nó cũng sắp chín rồi cả nhà. Mình để cho nó hơi mềm tí nữa nha. Gà này gà dai đó cả nhà. Nó rất là thơm luôn. Bây giờ mình gọt bí nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì bữa cơm của mình cũng đã chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ dọn ra để cho các con. Cái hơi nó nóng quá. Cho các con của mình ăn xong đi học nha cả nhà. Mình sẽ để ra dĩa. Rồi còn đây là cái nồi canh bí của mình, nó cũng chín rồi đây cả nhà. Thì mình sẽ nhấc nó xuống nha. Mình sẽ múc canh ngay cho con mình ăn luôn. Đây, canh bí tận dụng những gì mà mình có nha cả nhà.
Ok, xin mời cả nhà cùng vào nhà cùng dùng cơm với gia đình mình cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà ơi, bữa cơm của mình cũng đã hoàn thành rồi, nên mình xin mời cả nhà cùng vào nhà dùng cơm với gia đình mình nha cả nhà. Đây. Thì món gà nổi muối nữa cả nhà, cũng là món gà nổi muối quen thuộc. Thì đang đây là tiêu nha cả nhà. Mình có ướp sơ ngang là tiêu với lại đường muối bột ngọt đó cả nhà. Rồi nào, một nồi canh bí. Nhà một dĩa trái cây để cho con mình ăn tráng miệng luôn. Thì mình xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình nha cả nhà. Kính chúc cho cả nhà có một bữa cơm thật là ấm cúng bên gia đình. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương, nhà xem video ủng hộ, like, share, đăng ký kênh. Hiện xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin cảm ơn cả nhà.